Những thực phẩm không nên ăn vào bữa sáng để có một bữa sáng thật là dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe đó, thì các bạn hãy cố gắng là tránh xa những thực phẩm này nha. Thứ nhất là thực phẩm nhiều dầu mỡ, nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, đặc biệt là khi các bạn bị đói bụng nha. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng là loại bỏ bớt những cái thực phẩm nhiều dầu mỡ ra nha. Bởi vì nếu như các bạn ăn thường xuyên đó, thì sẽ gây ra những tình trạng như là đầy bụng, khó tiêu nha. Thứ hai là thực phẩm cay. Buổi sáng thì hàm lượng axit có trong dạ dày của mình rất là cao rồi, nhưng nếu như các bạn ăn thêm đồ cay nữa thì sẽ làm gia tăng lên cái lượng axit có trong dạ dày, và lúc đó rất dễ bị tổn thương đến niêm mạc và đặc biệt là sẽ gây ra những bệnh lý liên quan đến dạ dày. Thứ ba là trái cây chua, nó sẽ có tác động không tốt đến sức khỏe của mình giống như các thực phẩm cay vậy. Vì vậy sau bữa ăn sáng khoảng 30 phút các bạn hãy ăn những trái cây chua này nha. Và cuối cùng đó chính là uống nước lạnh. Và buổi sáng nếu như chúng ta uống nước lạnh thì sẽ thường gây ra những triệu chứng như là co thắt huyết quản này, hoặc là bị đầy bụng, khó tiêu nha. Cách tốt nhất là các bạn nên uống 1 ly nước ấm để có thể thải độc cơ thể này, khởi động lại hệ thống tiêu hóa của mình, và đặc biệt là có thể bù nước sau một đêm dài. Các bạn ơi, thực phẩm thì rất là đa dạng nha. Tuy nhiên chúng ta hãy cố gắng là lựa chọn những thực phẩm nào mà cơ thể của mình cần nhé. Và đừng quên chia sẻ điều này đến với thật nhiều người để tất cả mọi người cùng biết mà áp dụng nha. Cẩm Nương cùng gia đình bạn giữ lửa yêu thương.